Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12, tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò đã diễn ra triển lãm chuyên đề Bàng ơi, triển lãm giới thiệu những nét nổi bật của cây bàng trong cuộc sống đời thường đến giá trị của cây bàng, luôn gắn bó mật thiết với đời sống của các chiến sĩ trong những năm tháng chiến tranh. Triển lãm Bàng ơi giới thiệu câu chuyện về cây bàng nơi đảo xa, bàng trong thơ ca, hội họa và đặc biệt là những cây bàng trong nhà tù. Bàng, loại cây bình dị, có mặt ở hầu khắp các con phố, đường làng, khắp mọi miền Tổ quốc. Cây bàng cũng trở thành chứng nhân lịch sử, chứng kiến bao cảnh sống gian khổ và những cuộc đấu tranh hào hùng của các cựu tù chính trị năm xưa. Từ gốc đến ngọn, lá, cành, quả bàng đều được người tù chính trị trân quý, tận dụng trong cuộc sống sinh hoạt. Bàng không chỉ che mát mà còn gắn bó, nuôi sống, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho hàng ngàn chiến sĩ, góp phần không nhỏ lập bao chiến công trong cuộc đấu tranh sinh tử với kẻ thù. Triển lãm là lời tri ân, tưởng nhớ công lao, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò, đồng thời giúp công chúng thêm hiểu và yêu hơn loài cây bình dị, dù trong điều kiện khắc nghiệt, vẫn mạnh mẽ vươn lên.